Vào khoảng 10 giờ sáng nay, cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C nối liền hai huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Theo ghi nhận ban đầu, vào thời điểm sập cầu, trên cầu có nhiều phương tiện đang di chuyển, nhiều người dân đã gặp nạn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mực nước trên sông Hồng dâng cao chảy xiết đã cuốn trôi hai nhịp cầu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đã kịp thời tiến hành căng dây cảnh báo, lập chốt, ngăn chặn dòng người lên cầu, đồng thời huy động phương tiện nhân lực để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng được xây dựng với kết cấu dàn thép, có chiều dài gần 380 mét. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ đã ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Hiện chưa có thông tin chính thức về số người và phương tiện gặp nạn.